bánh tráng kìa, loại cái bánh tráng nữa kìa, đấy cái bánh bự đó. Xe về xuống các bạn, về xuống nặng lên máy các bạn. Rồi đây xưởng đang đóng một cái máy vét đường nước các bạn. Đó, hệ thống nó vậy đó. Đây bạn ơi, đang đổ lên bạn ơi. Bấm gỗ lên chút, dạ bấm gỗ lên chút. Dưới cái gọc ơi. Đó, xong rồi cho có khí năm bon cũng xin kết thúc video nè. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha, hẹn lại video sau. Các bạn có nhu cầu liên hệ đến xưởng để đặt những sản phẩm gì mình thích nha, yêu thích nha.